Quần thể khu du lịch Tam Trúc tọa lạc trên mảnh đất 3 sao, Kim Bảng, Hà Nam được mệnh danh là Vịnh Hạ Long trên cạn đang là điểm du xuân làm mưa làm gió trong thời gian gần đây. Chùa Tam Trúc hay nói đúng hơn là quần thể du lịch tâm linh Tam Trúc là một khu du lịch mới, gắn liền với truyền thuyết Tiền Lục Nhạc Hậu Thất Tinh. Ngôi chùa này mang trong mình rất nhiều điều bí ẩn và hàng loạt những kỷ lục khiến bất cứ ai nghe tới cũng đều cảm thấy giật mình. Hãy cùng kênh YouTube Chí Cường VTV Cuộc Sống Quanh Ta để tìm hiểu và tham quan ngôi chùa bí ẩn và linh thiêng và lớn nhất Đông Nam Á này nhé! Lịch sử chùa Tam Trúc. Chùa Tam Trúc cổ được xây dựng từ thời nhà Đinh, gắn với truyền thuyết Tiền Lục Nhạc Hậu Thất Tinh. Theo đó, trên dãy núi 99 ngọn nằm ở phía tây nam hướng về chùa Hương có 7 ngọn núi gần làng Tam Trúc. Tích xưa kể lại cả 7 ngọn núi này đều xuất hiện một đốm sáng lớn tựa như 7 ngôi sao, sáng suốt đêm ngày. Ánh sáng lung linh từ trên cao rọi xuống một vùng rộng lớn. Dân làng gọi đó là núi Thất Tinh và ngôi chùa ở đây được gọi là chùa Thất Tinh. Sau đó, có người đến núi Thất Tinh đục đẽo, hòng lấy đi 7 ngôi sao đặc biệt đó. Họ chất củi thành đống lớn và đốt nhiều ngày khiến cho 4 ngôi sao bị mờ dần đi, cuối cùng chỉ còn lại 3 ngôi sao. Vì thế, chùa Thất Tinh sau này được đổi thành chùa Ba Sao, chùa Tam Trúc Cổ và thị trấn Ba Sao, Kim Bảng cũng được lấy tên gọi từ tích ấy. Chùa Tam Trúc tọa lạc ở vị trí đắc địa, phía sau là núi Thất Tinh, phía trước là hồ Lục Nhạc với 6 hòn đảo chương truyền xưa kia là 6 chiếc chuông của trời đưa xuống, nổi lên giữa lòng hồ. Chùa nằm trong quần thể khu du lịch Tam Trúc, có vị trí đặc biệt, là gạch nối giữa khu du lịch Chùa Hương với khu bảo tồn thiên nhiên Vân Long, Tràng An, Tam Cốc tạo thành một quần thể khu du lịch sinh thái. Trong khu vực và lân cận chùa có nhiều di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh như Động Vòng, Chùa Bà Đanh, Đền Trúc, Miếu Trung, Chùa Đặng Xá, Miếu Móng Bà, Động Thủy, Động Lim, Động Chùa, Đền Bạch Mã, Đền Lê Chân, Chùa Ông, Chùa Kiêu, Chùa Tam Giáo, Chùa Vân Mộng. Chùa Tam Trúc rộng 44 ha bao gồm các địa điểm. Điện Tam Bảo. Điện Tam Bảo là công trình bạn sẽ nhìn thấy đầu tiên ngay sau khi bước chân vào chùa Tam Trúc. Điện Tam Bảo có diện tích lên tới 5.100 m², có thể chứa được khoảng 5.000 người. Bên trong Điện Tam Bảo có 3 bức tượng Phật bằng đồng, mỗi bức có trọng lượng tới 80 tấn, tượng ngồi trên đài sen nặng 30 tấn, phía sau là cánh sen rát vàng có trọng lượng 15 tấn. Điện thờ Pháp Chủ Thích Ca Mâu Ni. Bên trong điện thờ Pháp Chủ Thích Ca Mâu Ni có pho tượng Phật khổng lồ nặng 200 tấn, được công nhận là pho tượng Phật lớn nhất ở Đông Nam Á tính đến thời điểm hiện tại. Vườn Kinh. Khu Vườn Kinh là nơi có 99 cột kinh bằng đá, mỗi cột cao 13,5 m, nặng 200 tấn. Người ta phải làm móng sâu dưới lòng đất tới 30 m để có thể dựng lên các cột kinh bằng đá này. Trên các cột kinh có khắc những bài tụng kinh để Phật tử và du khách có thể chiêm ngưỡng và niệm Phật ngay tại chỗ.
Đình Tam Trúc. Đình Tam Trúc là nơi thờ Hoàng hậu nhà Đinh Dương Thị Nguyệt, Đinh Tiên Hoàng đế và thần Bạch Mã. Sử tích cho biết rằng khi Đinh Bộ Lĩnh dẹp loạn 12 sứ quân đã đến vùng Kim Bảng ngày nay chiêu mộ binh mã, tích trữ lương thảo đã tiến đến đền thần Linh Lang Bạch Mã cầu đảo. Khi lên ngôi hoàng đế, Đinh Tiên Hoàng lệnh cho dân Kim Bảng lập đền thờ thần Linh Lang Bạch Mã. Cả khu đình Tam Trúc được nối liền với chùa Tam Trúc bằng một lối đi bộ hình rích rắc được dựng trên hồ Tam Trúc. Vào mùa sen nở, cả khu hồ ngập tràn sắc hoa sen khiến du khách có cảm giác mình đang dạo bước trên một vườn sen khổng lồ vậy. Tượng Phật ở chùa Tam Trúc. Hiện tại ở chùa Tam Trúc có 8 ngôi tượng Phật, trong đó nổi bật nhất là ngôi tượng Phật ở điện thờ Pháp Chủ Thích Ca Mâu Ni nặng hơn 200 tấn, được công nhận là ngôi tượng Phật bằng đồng lớn nhất tại Đông Nam Á hiện nay. Chùa Ngọc hay còn gọi là Đàn Tế Trời, chùa Ngọc được xây dựng trên đỉnh núi Thất Tinh. Từ dưới chân núi, du khách phải leo gần 200 bậc thang đá mới lên được đến chùa. Trong chùa có 3 ngôi tượng Phật được làm từ đá granite nguyên khối nhập khẩu từ Ấn Độ và một pho tượng Phật được làm từ ngọc quý. Điểm đặc biệt của chùa Tam Trúc. Chùa Tam Trúc có vị thế đắc địa, phía sau là núi Thất Tinh, phía trước là hồ Lục Nhạc với 6 hòn đảo đá nổi lên từ dưới lòng hồ. Tương truyền 6 hòn đảo đá đó chính là 6 chiếc chuông của nhà trời đưa xuống. Chùa Tam Trúc cũng được vinh dự đón nhận cây Bồ đề quý do Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka tặng. Đây là cây Bồ đề được trích từ cây Bồ đề vĩ đại Cát Tường, Jaya Sri Mahabodhi ở thánh tích Mahamega, cố đô Anuradhapura, Sri Lanka. Cây Bồ đề này có tuổi thọ 2.250 tuổi và được coi là báu vật của đất nước Sri Lanka. Năm 247, trước Công nguyên, vua Ajuk đã cho chiết một nhánh phía nam của cây Bồ đề thiêng ở Bodh Gaya, Ấn Độ, nơi Đức Phật thành đạo và phái công chúa Sangamitta đem sang tặng cho quốc đảo Sri Lanka. Các bức tường trong chùa Tam Trúc được ghép thành từ 12.000 bức phù điêu được tạc thủ công bằng đá lấy từ miệng núi lửa của đất nước Indonesia. Trên các bức phù điêu này là những điển tích, những câu chuyện truyền thuyết về cuộc đời của Đức Phật. Mỗi bức phù điêu có một mã số riêng. Khi du khách muốn tìm hiểu về các bức phù điêu này, chỉ cần nhập mã của bức phù điêu lên ứng dụng trên điện thoại là toàn bộ chú thích sẽ được hiện ra. Và khu vườn kinh có tới 1.000 cột kinh đá được bằng đá núi lửa Indonesia sau đó được đưa sang Việt Nam.
Chùa Tam Trúc là nơi lưu giữ phiến đá thiên thạch mặt trăng có trọng lượng 5,5 kg được đặt tên là The Moon Puzzle trị giá trên 600.000 USD tương đương 14 tỷ đồng được đón về chùa ngày 1 tháng 12 năm 2018. Chùa Tam Trúc cổ có niên đại hơn 1.000 năm và là một trong những ngôi chùa cổ nhất tại Việt Nam. Trong chùa Tam Trúc có vườn ươm cây giống, là nơi lưu giữ những cây thiên tuế và hàng vạn cây đại có tuổi đời lên đến hơn 100 năm. Ngôi chùa có diện tích lớn nhất thế giới, quần thể chùa Tam Trúc có tổng diện tích gần 5.000 ha và được công nhận là ngôi chùa có diện tích lớn nhất trên thế giới tính đến thời điểm hiện tại. Các bạn vừa cùng tôi tham quan chùa Tam Trúc, ngôi chùa lớn nhất Việt Nam. Nếu thấy video này hay và bổ ích, hãy chia sẻ và đăng ký kênh để mình có thêm động lực tiếp tục ra mắt nhiều video hay, bổ ích đồng hành cùng với các bạn trong thời gian tới. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.